Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đẹp 1992. Thời tiết ở Bình Dương hiện tại bây giờ thì khoảng 39-40 độ. Mà ở ngay trong khuôn viên cái căn nhà của chúng ta mà có một cái khu vực hồ bơi như thế này thì khá là lý tưởng, đúng không các bạn? Đấy, sau mỗi cái thời tiết giờ nắng nóng thì chúng ta có thể xuống đây, chúng ta bơi lội. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái công trình nhà ở, một căn biệt thự sân vườn theo phong cách là mái Nhật. Và điều đặc biệt là bên ngoài thì nó là mái Nhật, còn bên trong á, thì được thiết kế và bố trí phong cách Edochi. Và như đã hứa với các bạn ở một cái video gần đây nhất, tôi sẽ cố gắng và tìm tòi làm sao kiếm cho các bạn được một cái mẫu nhà Edochi. Thì ngày hôm nay tôi đã thực hiện được cái lời hứa đấy với các bạn rồi. Và hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái công trình nhà ở, một cái sản phẩm bất động sản, một căn biệt thự nằm ngay tại phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương các bạn nhé. Về cái vị trí của cái công trình nhà ở ngày hôm nay và tổng thể căn biệt thự này thì quá đẹp đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra bên ngoài một chút xíu, mình tham quan về cơ sở hạ tầng, rồi sau đó tôi sẽ cùng với các bạn chúng ta vào trực tiếp ở cái trong cái căn biệt thự ngày hôm nay để chúng ta tìm hiểu mọi thứ về cái căn biệt thự này. Con đường phía trước đây các bạn này, đây là con đường nhựa của phường nhá. Đấy, con đường nhựa của phường. Và phía trước ở đây thì là đường nhựa hết rồi. Đây, phía trước một chút xíu về tổng quan một chút xíu về cái công trình căn biệt thự ngày hôm nay các bạn này. Đấy, đây là cổng của chúng ta này. Bên ngoài thì này thì chúng ta đã được ốp đá hết rồi các bạn này. Đấy, và ấn tượng bởi hai cái bộ cổng đây. Chúng ta sẽ có hai hệ cửa để mình bước vào căn biệt thự ngày hôm nay. Một bộ cửa là bằng cái này là làm bằng gang đúc hết các bạn nhá. Đấy, bên này cũng vậy các bạn này. Đấy, họa tiết chống đồng Đông Sơn rất là đẹp luôn. Tổng khuôn viên của công trình ngày hôm nay lên đến là 536m. Thì trong đấy bề ngang của chúng ta sẽ là 16m, còn sâu vào trong á, là 39m. Và cái phần đất thổ cư của chúng ta là 160m. Chúng ta sẽ xây dựng nên một cái công trình nhà ở là một căn biệt thự mái Nhật theo phong cách Edochi trên cái phần đất đấy. Đấy, hiện tại thì tôi đang đứng ở ngay khu vực phía trước các bạn này. Đây thì chúng ta có hồ bơi này. Đấy, hồ bơi ngay từ đầu video tôi đã giới thiệu với các bạn rồi. Hồ bơi này thì về cái tổng chiều dài nó lên đến khoảng tầm là 7m đấy các bạn. Đấy, chiều dài này khoảng 7m. Còn bề ngang này của chúng ta thì rớt vào khoảng tầm là 5m nha các bạn. Và cái mực nước sâu ở đây thì nó rớt vào khoảng tầm là 1m4 đến 1m5. Đấy, chỗ sâu nhất là như vậy. Và ngoài ra đây thì những cái hệ thống như là bể tràn này kia hoặc là hệ thống xử lý nước thì được bố trí ở ngay khu vực đây. Đấy, các bạn nhìn cái khung cảnh này có chiêu không ạ? Đấy, phía sau này thì gia chủ sẽ trồng chúng ta một cái hàng tre, hàng nứa đây. Ngoài ra thì anh chủ này anh khá là có thú, gọi là thú chơi chim. Đấy các bạn này, nguyên một cái AV để cho chúng ta nuôi chim ở khu vực này. Xét về phong thủy thì đối với công trình ngày hôm nay có đủ mọi thứ. Và cái công trình ngày hôm nay thì có hướng nhà là hướng đông nha các bạn. Đấy, hướng đông là hướng chính của cái công trình ngày hôm nay. Đấy các bạn thấy không, khu vực sân này, sân này thì khá là rộng. Đấy, ở dưới này thì đã được ốp gạch hết rồi. Và vào đây thì ở bên tay phải của tôi đây sẽ là một cái khu vực hồ cá koi đây các bạn này. Đó, nhà theo phong cách mái Nhật và phong cách Edochi á, thì không thể nào thiếu được là những cái hồ cá koi. Đấy, cá ở đây thì bản size rất là lớn luôn. Ngoài ra thì ở bên này thì có một bức tượng Phật Mẹ Quan Âm. Đấy, gia chủ rất là tâm linh nha các bạn nhé. Phật Mẹ Quan Âm sẽ ngồi ở vị trí này. Ngoài ra thì ở trên này thì có rất là nhiều tảng đá to được xếp chồng với nhau để tạo hình tạo dáng của chúng ta giống như một quả đồi, nước chảy từ trên đồi chảy xuống. Và cá ở đây thì bản size rất là lớn luôn các bạn. Đấy, các bạn có đánh giá như thế nào? Và đối với những cái chi tiết như là mảng xanh thì căn biệt thự ngày hôm nay bố trí vừa phải thôi, không có nhiều, và nó làm hài hòa tổng thể mọi thứ ở trong cái công trình ngày hôm nay các bạn nhé. Và đây, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây các bạn này, nó sẽ là một trệt một lầu theo phong cách là mái Nhật. Và bên trong á, thì được deco theo phong cách là Edochi, rất đẹp nha các bạn nhé. Ngày hôm nay lên cho các bạn một cái sản phẩm này, tôi nói với các bạn là hết nước chấm luôn. Bên trong còn nhiều điều thú vị đang chờ đón chúng ta. Và mặt tiền này thì các bạn là thấy là chúng ta sử dụng với tông màu trắng là chủ đạo. Ở trên thì mình lợp ngói luôn các bạn. Và chắc là chúng ta sẽ đi khu vực khuôn viên sân vườn trước, rồi sau đó mình sẽ đột nhập vào phía bên trong các bạn nhé. Và ngay khu vực bên này thì chúng ta sẽ có một cái chỗ để cho các bạn mình để
ở gara xe hơi đấy, có mai che trên rồi. Khu vực xe máy chúng ta sẽ bố trí ở đây nhá. Và kế cận không gian phía sau đấy thì sẽ có một cái khu vực nhà mát. Và hiện tại bây giờ gia chủ thì đang bố trí là cái chỗ để chúng ta tập thể dục thể thao, đúng không ạ? Đó, ngoài ra thì nhà chúng ta sẽ là bốn mặt thoáng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phía bên trong để xem là cái công trình nhà ở ngày hôm nay thì có gì đặc biệt. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào trong các bạn này. Đây thì mình sẽ có bậc tam cấp đây. Đó. Và sơ bộ ở khu vực bên ngoài thì các bạn có đánh giá như thế nào? Đây, rất là đồ sộ đúng không? Hai bên thì có hai con kỳ lân rất là to, được làm bằng đá, tượng đá nguyên khối luôn. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào đây này. Một cái mẫu nhà mà tôi nói với các bạn nó đẹp lắm và lần đầu tiên xuất hiện ở trên kênh Nhà Đẹp 192. Nên là các bạn chúng ta đừng rời màn hình nhá, hãy xem hết video này. Cửa đây thì sẽ làm là cửa bốn cánh xin pha và theo kiểu là xin pha nhập đây các bạn. Đó. Và đây rồi, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây. Một cái không gian phòng khách với phong cách Hiroshi tổng thể hết của cái công trình ngày hôm nay luôn. Đây các bạn, bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế hương đá này. Các bạn thấy có đẹp không ạ? Đấy. Tất cả những chi tiết ở trên này thì bố trí khá là hay. Và cái điểm nhấn của chúng ta đó chính là những cái tông màu đen ở trong cái công trình ngày hôm nay, đó là cái điểm nhấn về cái phong cách Hiroshi. Đây các bạn, kệ tủ này kia làm với cái màu đen như thế này thì thứ nhất là nó rất là sang, cái thứ hai nữa là rất là huyền bí luôn. Đó các bạn, bên này thì mình sẽ có cái chỗ để cho các bạn chúng ta trưng bày rượu ở đây này. Ngoài ra thì có đèn chùm này, chiếc này kia đây. Bên này thì bố trí thêm hai chiếc ghế nằm trong cái bộ 6 món ở bên kia. Cửa sổ thì rất là nhiều. Đấy. Và đối với căn biệt thự ngày hôm nay thì thiết kế là bốn mặt thoáng, nên là chúng ta đi đâu chúng ta cũng sẽ thấy là khoảng sáng rất là nhiều. Đây, một cái mái vòm được làm theo kiểu phong cách Hiroshi, các bạn thấy không? À, phong cách Hiroshi thì cái điểm nhấn đó là cái tông màu đen như thế này, được bố trí ở trong cái khuôn viên của cái bên trong căn nhà chúng ta. Đây thì chúng ta sẽ có cửa này. Cửa này mình sẽ đi ra khu vực sân. Đây các bạn nhé, làm theo kiểu là hai mặt tiền, nên là cửa này sẽ đi ra khu vực bên ngoài sân. Còn cầu thang thì chúng ta sẽ bố trí ở đây. Và ngay phía dưới này thì đang còn rất là nhiều chỗ để chúng ta bố trí. Đấy, mình có thể mình để những cái vật dụng không cần thiết ở ngay vị trí đấy. Đây các bạn, để tôi bật cái đèn. Đây các bạn, đây khu vực sau này đây. Đấy, kể cả một cái phản đây thôi nhưng mà cũng được bố trí theo kiểu Hiroshi. Trên này thì trần này, những cái viền chỉ màu đen này là cái điểm nhấn đối với phong cách Hiroshi này. Quạt trần này kia các thứ và những cái hệ chi tiết mà chúng ta làm để chúng ta bố trí để có ở trên tường này cũng vậy. Đây, phòng ăn đây rồi các bạn ơi. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhỉ. 2, 4, 6, 8, 10 chiếc ghế. Cái này thì là gỗ gó đỏ các bạn này. Bộ bàn ăn này gỗ gó đỏ luôn. Ở trên này tôi thấy có cái quạt điện chùm này là nhá nhặn. Đây, hình như là có đèn đây các bạn này. Đấy, có đèn bật lên luôn. Và một cái dàn tủ ở phía sau này cũng bố trí với tông màu đen huyền bí, nó đậm với phong cách Hiroshi. Đấy các bạn thấy đẹp không? Tôi vào căn nhà này thì tôi rất là hào hứng luôn. Ở đây mình sẽ có cửa nữa, tiếp tục lại cửa nữa để chúng ta đi ra cái khu vực phía sau này. Đấy các bạn nhá. Đấy, rèm cửa hai lớp luôn. Rồi, nối thông vào đây thì mình lại tiếp tục có một cái mái vòm được bố trí theo phong cách Hiroshi. Đấy, khá là hay luôn. Phong cách Hiroshi này thì khá là nổi tiếng và cũng không phải là ai cũng thích cái mẫu này, mà thực sự là phải đam mê nó và phải yêu nó thì mới gọi là bố trí được. Đấy, tại vì một cái màu đen huyền bí, một cái màu đen sang trọng được bố trí ở cái phong cách này các bạn nhé. Đấy, tủ trên tủ dưới thì có sẵn cảnh thôi. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái không gian sảnh phía sau này nữa. Có sảnh phía sau này thì khá là rộng. Ở đây thì chúng ta bố trí là nhà vệ sinh này kia ở bên ngoài này. Ở bên ngoài này đây các bạn, chỗ phơi đồ này kia. Đấy, chỗ phơi đồ đối là mình để những cái không cần thiết ở khu vực phía sau này, nó giống như một cái kho vậy đó. Tổng thể của cái công trình ngày hôm nay thì các bạn chúng ta phải tới đây để chúng ta chiêm nghiệm và chúng ta tham quan thực tế. Tôi nói với các bạn là không làm các bạn thất vọng đâu. Đó, còn bên này thì chủ nhà sẽ bố trí nó giống như một cái bếp phụ, bếp thứ hai vậy đấy. Đấy các bạn, tủ trên tủ dưới này kia. Và nhìn ra bên này thì sẽ có một cái khoảng không sáng. Đấy, ở đây thì đang trọng bước này kia. Đấy các bạn nhá. Đó, xung quanh ở đây thì cảm giác là rất là mát luôn. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng vào bên trong để mình tham quan những cái hạng mục còn lại các bạn nhé. Và đối với công trình ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái phòng ngủ dưới. Đấy, một phòng ngủ dưới để phù hợp với cha mẹ già con nhỏ. Phòng ngủ dưới sẽ nằm ở ngay đây, kế cận ở ngay khu vực bên này luôn các bạn này. Công trình này tôi nói các bạn rất đẹp nhá. Đây, phòng ngủ dưới sẽ nằm ở đây. Để tôi bật cái đèn lên cho các bạn. Đây các bạn, đấy, phong cách Hiroshi đây.
Đấy các bạn thấy không? Được làm bằng vách kính trong suốt này. Ở đây có điều hòa này. Bên này thì gia chủ đang có con nhỏ nên setup một cái giường nhỏ nhỏ xinh xinh cho bé. Ở bên này sẽ là chiếc giường. Đấy, các bạn thấy phong cách Indochine nó khác lạ không? Đây các bạn này, cái giường thôi mà cũng được làm theo phong cách này để chúng ta hài hòa với tất cả mọi thứ. Bên này sẽ là tủ đồ. Có bao giờ các bạn chúng ta gặp một cái tủ đồ như thế này chưa? Và nói với các bạn luôn là ở trên kênh của tôi, đây là phong cách Indochine lần đầu tiên xuất hiện trên kênh. Nên là bạn nào xem video thấy thú vị và hay thì nhớ là ấn đăng ký kênh các bạn nhé. Đấy, tủ đồ đây. Và bây giờ thì không để các bạn chúng ta phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên khu vực ở trên lầu 1 để mình tiếp tục tham quan và chúng ta khám phá về một cái công trình nhà ở, về một cái căn biệt thự nằm ngay tại phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nha các bạn. Đây các bạn ơi, chúng ta đang ở trên lầu 1 đây. Ngay đây thì nó giống như một cái phòng khách thứ hai. Đấy, có một cái bộ bàn ghế trường kỳ nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây, được không các bạn? Rồi, căn phòng tiếp theo của chúng ta sẽ bố trí ở đây này. Trên này thì chủ nhà sẽ tập trung là bố trí về công năng. Sàn ở dưới này thì được ốp sàn gỗ hết cho chúng ta rồi các bạn nhé. Đó, căn phòng này thì khoảng tầm 10m² thôi, nhưng mà nó cũng đủ diện tích để chúng ta bố trí về mọi thứ. Giường đây, bên này thì là điều hòa rồi chỗ tivi. Đấy. Và tiếp theo thì mình sẽ vào căn phòng ngủ nữa. Phòng ngủ đây các bạn này. Phòng ngủ đây là phòng ngủ tiếp theo đây. Đấy. Sàn ở dưới này thì được ốp gỗ hết cho chúng ta rồi các bạn nhé. Phòng này thì chắc là dành cho khách thôi. Đấy, bên trong có cả nhà vệ sinh khép kín này kia luôn. Vách kính này. Đó, và những chi tiết như rèm cửa đây thì các bạn thấy là được làm đúng như là phong cách của Nhật. Và tôi rất là thích về cái hệ trần. Đấy. Một cái hệ trần mà đi theo kiểu chỉ viền đen. Đấy, các bạn để ý nhá. Đấy, phong cách này thì tôi thấy khá là đẹp luôn. Và tất cả các cái từ dưới tầng trệt lên đến ở trên lầu 1 này thì đều được đi viền đen như thế này. Nó rất là huyền bí và rất là sang trọng. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh sử dụng chung cho ở trên này. Đấy, ngoài ra thì căn phòng tiếp theo sẽ bố trí ở đây các bạn. Nhà thì rất là thoáng các bạn nhá. Vào cảm giác căn nhà này thì rất là mát. Nhà có hướng là chính đông. Đấy, các bạn thấy không? Quá ok luôn. Và khu vực cuối cùng mà tôi sẽ dẫn các bạn chúng ta tham quan, đó chính là phòng thờ gia tiên ở phía trước này các bạn này. Nó sẽ đấu nối ra cái khu vực mặt tiền của mình luôn. Đấy, cái phòng khách thứ hai này thì bên này chúng ta có cửa này kia này. Cửa để chúng ta đi ra cái ban công. Đấy, phòng thờ gia tiên thì bố trí ở đây. Đây các bạn, hiện tại bây giờ thì gia chủ không có ở đây. Nên là phòng thờ thì đang trống. Bên này thì chúng ta có những cái bức tranh. Đấy, phòng thờ gia tiên chúng ta sẽ bố trí ở đây. Và ngoài này sẽ là cửa này. Cửa để chúng ta đi ra bên ngoài ban công đấy các bạn. Đấy, các bạn chúng ta có thể ra ngoài này một chút xíu đi. Chúng ta nhìn tổng thể về cái khuôn viên. Các bạn thấy đẹp không ạ? Nhìn từ trên cao xuống chúng ta thấy hồ bơi rồi. Có hồ cá coi này kia các thứ đấy. Khuôn viên, tổng khuôn viên chúng ta rất là rộng luôn. Rồi bây giờ chắc là chúng ta sẽ xuống dưới đi. Tôi sẽ chốt vấn đề lại với các bạn về cái công trình nhà ở ngày hôm nay nhé. Xin mời. Các bạn vừa cùng với tôi mới tham quan xong một cái công trình nhà ở, một căn biệt thự sân vườn nằm ngay tại phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Từ cái vị trí của cái công trình ngày hôm nay, chúng ta bước ra cái con đường quốc lộ 13 ấy, thì khoảng tầm 1 cây số thôi các bạn nhé. Về tiện ích xung quanh ở đây thì nó là trung tâm rồi. Đấy, mình đi về Sài Gòn thì cũng khá là tiện luôn. Và ở xung quanh đây thì trường học các cấp hay là những cái tiện ích mà các bạn cần ấy, thì đầy đủ cả. Và xin nhắc lại với các bạn, tổng khuôn viên là 536m, bề ngang của chúng ta sẽ là 16m, còn sâu vào trong là 39m nha các bạn. Và công trình này thì có 160m² là thổ cư, và chúng ta sẽ xây dựng ở trên cái phần đất thổ cư đấy là một căn nhà một trệt một lầu mái Nhật theo phong cách là Indochine. Và công trình ngày hôm nay thì đã được hoàn công trên sổ cho các bạn rồi. Và các bạn thấy video này hay thú vị thì nhớ là đăng ký kênh, chúng ta tiếp cận được nhiều mẫu nhà đẹp. Còn buổi review của tôi ngày hôm nay thì sẽ tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.